Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 âm tháng Giêng năm 2021. Mấy hôm trước thì tôi có thấy được có những cái sản phẩm mới và tôi thiếu một số các cái sản phẩm để làm ki cho lan, đến mùa làm ki rồi các bạn. Thì tôi mới đặt một thùng, một bộ sản phẩm nhiều thứ. Thì bây giờ tôi sẽ khui và chia sẻ đến quý vị về cái một số sản phẩm và cái cách mà tôi dùng sản phẩm như thế nào. Mấy ngày hôm nay thì tuy là đầu năm nhưng năm nay có lộc các bạn ạ. Hàng hóa rất là chạy. Từ mấy hôm trước đã đóng hàng đi, đóng rất nhiều thùng luôn. Thì hôm nay mới vãn vãn được đơn hàng, tôi mới có thời gian để khui cái này và chia sẻ đến các bạn. Thì cái này là tôi mua ở chỗ dụng cụ cây cảnh .com đấy các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn muốn mua những cái mặt hàng này thì có thể vào dụng cụ cây cảnh .com để đặt hàng. Cái này là một người bạn của tôi từ dưới Sài Gòn mang chở chở từ Sài Gòn chở lên đây cho tôi luôn. Đấy, còn bên này là một cái thùng hàng được gửi từ Bắc Giang. Thì tí nữa tôi sẽ khui cái thùng này, tôi chia sẻ đến các bạn sau. Một cái thùng mà họ đóng cũng rất là kỹ. Thì lần này á, tôi muốn là thực nghiệm để so sánh, giữa một số các sản phẩm. Ở đây thì một số những cái chện vào đây để cho nó đỡ bị tung ra thôi. Đây là cái mousse ươm ki của Mỹ. Tôi sẽ làm một cái clip chia sẻ về mousse ươm ki của Mỹ và mousse ươm ki của Hà Lan để giới thiệu với các bạn. Để so sánh xem hai cái này như thế nào và ươm ki sẽ đạt được kết quả như thế nào. Thì tôi sẽ xuống dưới kia tôi cắt một đống ki luôn để tôi ươm số lượng lớn để so sánh nó sẽ chuẩn hơn. Còn đây là cái viên nến dinh dưỡng Ben01 của Hùng Nguyễn. Thì cái viên này hiện tại ấy, là bên công ty Hùng Nguyễn họ đã làm cái viên lớn rồi. Như các bạn thấy là những cái chậu kiếm của tôi, tất cả những chậu kiếm ở trong giàn là tôi đều dùng viên nén dinh dưỡng Ben01 hết. Thì cái viên nén cũ đây. Cái viên nén cũ thì nó đây đây, cái này là tôi chuẩn bị bán nên tôi để đây cho nó khô này. Thì cái viên nén dinh dưỡng cũ nó chỉ nhỏ này thôi. Còn bây giờ cái viên Ben mới á thì nó to hơn. Nó to hơn và nó cứng hơn rất là nhiều đấy các bạn. Đấy thì cái viên này các bạn đặt, các bạn cũng có thể đặt ở chỗ dụng cụ cây cảnh .com được luôn. Đây. Cái viên nó cứng và to như vậy này. Đó. Rất là lớn. So với viên cũ thì to hơn phải gấp 3 lần đấy các bạn ạ. Rất là cứng và rất là lớn nhá. Đó. Thì mình dùng cái này mình hoàn toàn là yên tâm. Các bạn cứ bón thoải mái, sau đó các bạn tưới thật đẫm. Tưới thật đẫm để rửa cái bột và những cái mùn ở bên ngoài cái viên này đi là ok. Rồi, ngoài ra thì tôi đặt một cái kéo. Hôm trước tôi có quay một cái clip về việc tôi đặt mua cái kéo này. Thì hôm nay họ gửi lên đây cho tôi cái kéo này. Một cái kéo rất là xịn để tỉa rễ lan. Ngon lắm các bạn, kéo tuyệt vời luôn. Thì dụng cụ lao động của tôi á là tôi mua toàn những cái đồ mà của hàng nhập. Nó rất là đắt. Nhưng mà cắt phát nào chất phát đấy. Rồi đây là một cái bộ đôi chuyên dùng cho những cái cây da chai và cho ki. Để siêu kéo ngọn, siêu mập ki và orchid one. Thì tôi đã có khoảng tầm 5 cái video clip. 5 video clip ở trên trang trên kênh Hoa Lan TV và một số kênh nữa chia sẻ về cái bộ đôi này. Thì tôi đã quay về kết quả dùng sản phẩm rồi thì các bạn có thể theo dõi thêm. Các bạn lên trên YouTube các bạn gõ là Nguyễn Ngọc Hà da chai không dùng thuốc. Đó. Rồi chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1. Cái này để kích rễ và cho cái mầm nó nảy lên được hiệu quả hơn. Rồi cái này là cái phân bón vi lượng. Thì cái này là mình có thể dùng thay thế cho viên cái cami của Nhật đấy các bạn.
cái keo liền da để mình sử dụng. Keo liền da của tôi gần hết rồi. Đâu nhỉ? Cái chai ở trên này đâu rồi ta? Cái chai keo liền da của tôi thì nó gần hết nên tôi mới đặt thêm một chai mới để vào mùa ươm ki. Thì các bạn biết không, cái keo liền da này là cái hàng của Mỹ. Nhanh lắm, các bạn chỉ cần cắt ki xong các bạn chấm vào phát là nó mấy phút sau là nó khô rồi. Rồi Kiki Super xanh và Kiki Super đỏ. Một cái dùng để bôi và một hoặc là để chích. Cái đỏ này dùng để bôi hoặc chích. Còn cái xanh để dùng để phun hoặc là ngâm. Thì hiện tại là trên các kênh YouTube của tôi là có khoảng tầm 50 cái video clip nói về hai cái sản phẩm này rồi. Thì cũng rất là nhiều người dùng và đạt kết quả tốt, mà tôi đã làm clip từ 2 năm nay rồi. Thì hai cái sản phẩm này là tôi dùng rất là nhiều, dùng thường xuyên luôn. Và hiện tại là đang có khoảng gần 10 clip về hai sản phẩm này đang chuẩn bị được đăng. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem nhé. Đặc biệt là cái này, tôi đang làm một loạt khoảng tầm 5 cái video clip về kích hoa đầu ngọn, test hoa đầu ngọn bằng cái này. Mình lấy cái tăm bông mình chấm vào cái này xong rồi bôi vào cái đầu ngọn và cái mắt của cái hoa, cái ngọn của cây lan để test hoa đầu ngọn. Thì tôi đang làm và tôi thấy đang rất là thành công. Thì các bạn chuẩn bị đến mùa test hoa thì các bạn thử đi, các bạn làm liền đi ạ. Rồi ở đây là có cái Super Rotting Gel. Thì cái này người ta hướng dẫn là dùng để nhỏ một hai vỏ giọt, ba bốn giọt vào cái mousse ươm ki này, sau đó cắm cái khúc giả hành vào trong cái này. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn luôn về cái này, hai cái sự kết hợp này tôi sẽ chia sẻ luôn để các bạn áp dụng luôn cho nó kịp mùa. Còn những cái clip khác, ví dụ như chia sẻ về cái này, chia sẻ về cái này và rất nhiều các sản phẩm khác nữa thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở các cái clip sau. Đó, cái này là phân thông minh của Hàn Quốc, 10 năm 10 năm 10 năm này, độ tan trong 3 tháng. Cái này là phân thông minh của Hàn Quốc, 20 10 10. Thì cũng chia sẻ với các bạn là tôi dùng những cái phân này thì tôi dùng lâu rồi. Tôi dùng số lượng rất là lớn. Năm ngoái tôi dùng hết gần một tạ cái này luôn. Rất hiệu quả. Đó, bình thường thì tôi sẽ không dùng cái lọ này. Nhưng mà để quay clip chia sẻ với các bạn thì tôi mới mới dùng lọ thôi. Đấy, thì ở trong này là như các bạn thấy ở đây là cái kho phân thuốc của tôi. Để tôi dùng cho cả cái giàn lan của tôi. Hàng vạn giò lan đấy. Rất là nhiều. Thì có một số các loại giá thể và đặc biệt là những cái loại phân. Thì ví dụ như đây. Đây là cái 20-10-10 mà tôi đang dùng này. Dùng được 1 phần 3 bao rồi. Đó. Thì những cái này là nó sẽ xuất hiện ở trên trên các video clip ở trên các kênh Hoa Lan TV, Hoa Lan For You, sàn Hoa Lan và Lan Đột Biến. Thì quý vị nhớ đón xem. Tôi chia sẻ với các bạn thì tôi cũng không có giấu giếm cái gì cả. Tôi chia sẻ rất là trung thực, không giấu giếm. Thì và người thật, việc thật, cây thật, hiệu quả thật. Thì các bạn nhớ là xem từ đầu đến cuối, sau đó áp dụng. Các bạn đừng có học theo cái kiểu mà xem vừa tua nhé. Các bạn vừa xem vừa tua là các bạn thất bại đấy. Bỏ sót một câu hoặc một chữ thôi là thua luôn. Làm đúng quy trình thì sẽ thành công, mà chỉ đôi khi bỏ sót một chữ thôi hay là một câu thôi là hỏng cả giàn lan, thì lúc đấy tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ tôi sẽ lên trên kia để tôi mang một số sản phẩm đi làm clip để cho cái clip này nó đầy đủ hơn. Các bạn đón xem. Khâu đầu tiên là tôi sẽ lấy những cái mút ra. Sau đó tôi sẽ cho vào trong cái cốc, cái ly đây các bạn này. Cái ly ươm ki. Nhét vào. Các bạn cũng có thể là nhét cái mút này vào giữa một cái chậu. Ví dụ như là một cái chậu to đi. Một cái chậu như này chẳng hạn. Các bạn có thể bỏ những cái viên này ra, sang gạt sang một bên. Sau đó đặt cái cục này ở giữa cũng được. Còn nếu mà để tiết kiệm, các bạn có thể cắt đôi cái viên này ra. Cắt đôi cái cục này ra. Còn cá nhân tôi thì tôi chơi cả cục luôn. Thì ở bên phải tôi sẽ cho là cái mousse của Hà Lan cho vào đây. Vừa đẹp luôn các bạn.
Đấy. Ngày trước thì tôi dùng là rêu rừng và dớn rêu rừng Nuzita hoặc là dớn chi lê Nuzita. Dớn trắng chi lê Nuzita. Còn bây giờ thì tôi thử dùng mút xem thế nào. Tại vì thời gian qua tôi đi quay clip ở các dàn ấy, tôi thấy là họ dùng cái mút này rất là hiệu quả. Ví dụ như dàn của anh Huyên Nổ ấy, dàn của anh Chi Túc hoặc là các dàn khác, dàn rất lớn cả 50 tỷ đến 200-300 tỷ luôn các bạn ạ. Cái dàn giá trị kinh khủng lắm, họ cũng dùng cái mút này. Đó, thì họ đi trước, họ có kinh nghiệm và họ chia sẻ thì mình cũng áp dụng thôi. Họ cũng nói là dùng vườn thì nói là dùng mút Hà Lan, vườn thì nói dùng mút của Mỹ. Đấy, thì bây giờ là các bạn cũng biết rồi, cái chỗ dụng cụ cây cảnh.com thì họ cái gì họ cũng có hết, chẳng thiếu gì cả. Thì tôi lần này tôi quyết định là tôi thử. Tôi mua thử cả hai cái về để tôi xem nào nó như thế nào. Thì tùy các bạn thôi, các bạn thích nước nào thì các bạn múc nước đấy thôi. Đó. Cho vô. Nhét vào. Rất là đẹp đúng không các bạn? Rồi. Đến bên này. Đến bên này thì mình cũng vậy. Cái mút này tôi thấy nó giữ ẩm rất là tốt. Ở đây trong giàn của tôi thì cứ 2 ngày tôi tưới một lần. 2 ngày tưới một lần, nếu các bạn 1 ngày tưới một lần cũng được. Cái này là tôi ươm bằng cốc nhá, còn các bạn có thể là dùng. Ồ, cái cục nó khác nhau hoàn toàn luôn các bạn ạ. Đấy. Các bạn có thể dùng cái gì nhỉ? Cái chậu lớn. Thậm chí là nếu mà các bạn không có cốc, các bạn đưa thẳng vào đây luôn được. Úi dồi, lọt rồi. Không được, cái lỗ này to quá. Cái viên này thì để không lọt này, còn cái viên này thì lọt. Đấy. Các bạn muốn đặt những cái này thì các bạn cứ lên trên web các bạn đặt nhé. Đừng hỏi tôi không bán đâu. Thời gian vừa qua thật sự tôi quay clip xong tôi cũng mệt mỏi vì cái việc là các bạn hỏi mua ở đâu, mua dùm, mua giúp lắm. Vậy là đã xong được bước thứ nhất rồi. Đến cái bước tiếp theo là đi tìm cây để ươm kỳ. Thì bây giờ là ở đây tôi có rất là nhiều giống có thể ươm được. Thì để mà có sự so sánh cho nó chuẩn thì chúng ta nên chọn những cái cây mà cái độ tuổi của nó cũng ngang ngang như nhau. Thì mình ươm nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với các bạn là ví dụ như cái này đi. Cái này nó già lắm rồi đúng không các bạn? Cái này ươm là khả năng ra hoa này. Cái này ươm khả năng ra hoa rất cao luôn. Đấy, còn ví dụ như cái này nó trẻ hơn một chút thì ươm khả năng ra kỳ được cao hơn. Thì bây giờ mục tiêu của mình là ươm kỳ. Thì mình nên chọn những cái cây khả năng nó ra kỳ tốt hơn một chút để mình ươm. Để tôi xem là cái chậu nào mà trong tương lai không muốn bán, chưa xác định bán thì sẽ cắt ra để ươm. Đây đi, chậu này đi, thịt cả chậu đi. Là một chậu thôi. Tại vì như này các bạn, để so sánh có độ chính xác thì nên cùng một giống. Ví dụ như chậu này nó là cùng từ một gốc. Từ một gốc cả, tất cả đều từ cùng một mẹ. Thì nó sẽ chuẩn hơn, cùng tuổi hơn. Còn ví dụ như là các bạn chọn hai chậu khác nhau hay ba bốn chậu khác nhau thì sẽ có những chậu nó lệch tuổi. Rồi cái gen của nó khác, cho nên có khi nó lại khác, không so sánh được. Thì đây. Ở trên cái chậu này thì nó có những cái cọng nào cùng tuổi thì tôi sẽ cắt ra từng khúc của tôi cắm thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái chậu này ra để tôi mần thử. Rồi cái chậu này thì phải kết hợp với lại cồn 70 độ. Đây là cái lô tôi ươm bằng Kiki Super Xanh này, ngâm. Không trượt phát nào luôn. Cái Kiki Super Xanh là ngâm khoảng 5 đến 10 phút sau đó đặt xuống đây nó ra kỳ này các bạn này. Dã man chưa? Thì cái này tôi đã quay clip rồi. Tôi quay clip xong mà tôi đăng lên tôi chia sẻ kỹ thuật còn bị ăn chửi cơ. Các bạn biết người ta chửi nào ạ? Bảo ông trồng nhiều như thế này chỉ có cho lợn ăn thôi. Bán cho cờ hó các kiểu như vậy. Nói chung là nghe nó hơi xúc phạm tí. Nhưng mà thôi những người như vậy thì tôi cũng không để tâm lắm đâu. Tôi chỉ chia sẻ một chút để các bạn hiểu được là đôi khi tôi cũng
hơi áp lực. Đấy, bây giờ như này nha. Ở đây có khả năng là ưa mấy cái này ra hoa đấy chị. Tôi sẽ cắt cái cây này, cọng này, cọng này, cọng này, cọng này, cắt 4 cọng này. Tôi sẽ cắt tổng cộng là 20 khúc. Cắt 20 khúc. Khúc này đốt này nó ngắn quá. Cho nên là tôi sẽ nghiên cứu, tôi cắt một mắt một đốt đi, chơi ngắn vậy, chơi chơi lớn đi. Ngắn ngủn luôn. Và tôi sẽ không không bôi keo liền sẹo nhé các bạn nhé. Không bôi keo liền da luôn. Mặc kệ nó luôn, xem là nó có thối không. Đấy, thì trước khi cắt mình sẽ phải xử lý dao bằng cồn 70 độ. Và bây giờ á, là mình ở đây có 4 cây này, 1, 2, 3, 4 này, 4 cây mà là 20 20 cốc thì tôi sẽ cắt tổng cộng là mỗi một đốt là 5. Mỗi một cây là 5 đốt. Rồi bây giờ tôi sẽ cắt xong rồi tôi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn nhé. Một hai một tay thì không cắt được. Các bạn lưu ý một chút là mình sẽ bóc bỏ những cái bẹ đi các bạn nhé. Những cái bẹ ở đầu ngọn và những cái bẹ ở mắt thì bóc được nhiều đi thì càng tốt. Thì mới nhỏ cái sản phẩm này vào được. Đây là một cái sản phẩm để nhỏ trực tiếp vào mắt. Ở đây người ta hướng dẫn này các bạn này. Người ta hướng dẫn là dùng cái bọt biển mút sinh học nhỏ một giọt vào vết cắt và mắt ngủ của hoa lan. Đấy. Thì ở đây ấy, là người ta nói là mình sẽ nhỏ một một giọt vào cái mắt ngủ và một giọt vào vết cắt. Thì cái vết cắt này ấy, là mình không nhỏ được vào vết cắt thì mình sẽ nhỏ vào đây. Người ta hướng dẫn là nhỏ cả vào đây này. Nhỏ một giọt hoặc hai giọt, ba giọt gì đấy vào đây. Cho nó ướt chỗ này đi cho mình cắm nó xuống. Thì nó sẽ đi vào vết cắt luôn. Đấy. Bây giờ á, là hai bên. Thì mỗi một bên mình sẽ cho hai ngọn. Còn lại thì chúng ta sẽ chia đều. Chia đều ra. Ví dụ như cái này còn 4 chẳng hạn. Bỏ cái ngọn đi còn 4 thì chia làm 2. Cái này bỏ ra chia làm 2. Thế thì nó mới đều được các bạn ạ. Rồi lúc đấy mình sẽ làm nó mới đảm bảo cái sự công bằng được. Bây giờ tôi sẽ tìm cách để tôi cắm nó vào trong những cái mút này các bạn nhé. Tôi cắm xong tôi lại quay với các bạn tiếp. Ví dụ như cái này thì cắm là đơn giản rồi. Ví dụ đưa vào đây này. Đấy. Để cái mắt nó chổng lên như vậy. Thế là xong. Đó. Rồi, ví dụ như cái này thì cũng đơn giản thôi. Cắm vào đây. Làm một tay tôi sợ nó nát mất cái này. Tôi phải banh, một tay tay đút thì mới được. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tạm thời là gác máy nhé. Tôi đã cắm xong vào đây rồi các bạn. Nãy giờ là không xử lý gì luôn các bạn nhé. Nó mà thối thì khả năng là thối do vi khuẩn. Đối với cái này thì các bạn cũng xem rồi. Nó là, tên nó là gì nhỉ? Super Rooting Gel. Cái này 80.000 này. Bây giờ mình nhỏ vào đây. Cho mắt ngủ này. Đấy. Ui cái này nó dạng gel đấy các bạn. Thành ra là thực ra nếu mà mình một phát vào mắt ngủ, khả năng lại phải rút lên rồi. Một phát vào mắt ngủ và một phát cho vào trong cái vết cắt này, bôi vào vết cắt sau đó cắm xuống thì hiệu quả hơn. Nãy giờ quên mất làm ngược, khờ quá. Giờ lại phải rút từng cái lên. Rồi thêm một phát đây, mắt ngủ. Thế là xong hai phát. Còn các bạn mà có điều kiện hơn thì các bạn có thể bôi tét tòe le đi, thoải mái luôn. Tuy nhiên là không nên làm như vậy, có thể nó sẽ quá liều. Và như vậy cũng chưa hẳn là tốt, tại vì nó cũng không hấp thu được. Cho nên là cứ tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Rồi, như vậy thôi các bạn, sau đó thì ngày mai tưới. Sắp tới thì tôi sẽ còn các clip khác
chia sẻ về kết quả sử dụng sản phẩm ở tại vườn. Còn kết quả sử dụng những cái sản phẩm này ở các vườn khác, những cái vườn hàng chục đến hàng trăm tỷ đó là họ đã làm rồi. Tôi là tôi học theo họ thôi. Tôi làm tại vườn nhà tôi thôi. Tôi triển khai lại cái cách mà tôi học được thì các bạn có thể áp dụng và các bạn làm theo để cho nó có được những cái thành quả tốt. Thì các bạn nên làm cho nó chuẩn, đúng. Thứ nhất này, sạch. Vết cắt phải sạch, không khí phải sạch, nước phải sạch, giá thể phải sạch, tay phải sạch, tất cả mọi thứ phải sạch thì nó mới không thối được. Đó, còn nếu mà các bạn dàn các bạn không chuẩn ý, thì các bạn có thể làm như này. Các bạn cắt ra xong các bạn bôi gel vào. Sau đó các bạn cứ để một lúc cho nó khô ráo đi. Rồi các bạn cắm vào đây cũng được. Đó, hoặc là các bạn cẩn thận hơn nữa thì các bạn có thể bôi keo liền sẹo vào hai đầu vết cắt và nhỏ cái gel vào cái mắt ngủ của cái cây lan và cái mắt ngủ của cái khúc để mình ươm ki, như vậy là được rồi. Thì thời gian sắp tới tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái này. Các bạn có thể áp dụng ngay, tại vì bây giờ đang vào mùa rồi, đang vào mùa nảy mầm và đang vào mùa nhân giống rồi. Đó, thì như các bạn thấy ở đây này, lan của tôi đang nảy mầm hết rồi này. Cứ cây nào cũng hai, để hai, để ba không. Đó, để ba này, để hai này, để hai này, để hai, để hai, để ba này. Đấy, nói chung là nó đẻ rất là sung, rất là khỏe luôn. Để ba luôn đây các bạn, đều như vắt chanh luôn. Thì đến mùa rồi đấy các bạn ạ. Các bạn làm luôn thì các bạn còn kịp, chứ mà để thêm một thời gian nữa thì nó sẽ chậm mất một mùa của mình. Nó chậm mất đi. Tôi cũng lưu ý với các bạn nhé. Ví dụ như cây này, trước khi mình cắt mình ươm ki, mình bổ sung cho nó nhiều đạm một chút. Cái 30-10-10 bổ sung vào khoảng tầm 3 lần thì mình cắt mình ươm ki, khả năng ra ki sẽ rất là cao. Còn nếu mà các bạn bổ sung 6-30-30 thì có thể nó sẽ ra hoa đấy. Ươm ki mà nó nảy ra hoa đấy ạ. Đó là cái cây mà cái ngọn nó vừa mới thắt ngọn, còn non non nhá. Còn như những cây này, nó già, coi như là rất là già rồi. Nó đang chuẩn bị đến lúc phải nở hoa rồi. Các bạn cũng không có chuẩn bị gì, bất cứ một cái gì để mà kích ra ki cả. Thì tôi nghĩ là các bạn cắt ra, các bạn cắm phát nào ra hoa phát đấy. Lúc đấy lại quay lại mắng vốn tôi không chịu nhá. Cái vấn đề nó ra ki hay nó ra hoa á, thứ nhất là phụ thuộc vào nắng nè. Cái nắng của mình nhiều quá thì nó sẽ ra hoa. Nắng ít ít thôi, ví dụ như che hai lớp lưới thì sẽ hiệu quả hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trước khi mà mình kích ki hoặc là mình kích, mình tạo ki, mình bổ sung nhiều đạm thì khả năng nó sẽ ra được ki. Cái thứ ba là giả hành nó còn phải tơ hoặc là non non một chút thì nó sẽ ra ki rất là đều và rất là đẹp luôn. Còn giả hành mà đã chuẩn bị ra hoa rồi, ví dụ như những lô này hay lô kia, hay lô kia mà kích ki thì tôi nghĩ là nó phải ra hoa, coi như là ngắm hoa lệ rơi luôn. Tại vì nó đã tích tụ đủ cái sắc tố tạo hoa ở trong những cái mắt này rồi. Thì lúc đấy các bạn kích một phát nó ra hoa. Đấy, cho nên là các bạn phải chọn thời điểm kích cho nó phù hợp, chứ không phải là cứ kích là sẽ ra hoa đâu. Đấy, còn ví dụ như ở đây là tôi làm số lượng nhiều, số lượng lớn những cây lan bình thường, những cây lan mà số lượng nó kinh khủng luôn, thì tôi toàn là ngâm Kiki Super Xanh thôi. Cứ cắt từng khúc ra xong rồi ngâm Kiki Super Xanh 5 phút, sau đó rải lên đây, rồi ngồi rung đùi chờ thôi. Thì hôm trước tôi đã quay hai clip về cái này rồi. Đây, tôi ươm ki hiệu quả vô cùng luôn các bạn. Kiki Super Xanh, cứ thế mà ngâm rồi ném vào đây. Đó, thì đây là cách làm công nghiệp số lượng lớn. Còn cái cách mà các bạn muốn làm những cây VIP, những cây đắt tiền 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 100 tỷ gì gì đấy thì các bạn nên là cẩn thận một chút. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, nhấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Cái này là mousse ươm ki của Hà Lan, cái này mousse ươm ki của Mỹ, cái này là Super Rotting Gel. Các bạn nhớ nhé. Và tôi không có bán, tôi không bán. Hy vọng rằng các bạn được hỏi tôi về cái việc là mua dùm mua giúp. Các bạn hãy chủ động,
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau. Thank you.